Xuân xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay Xuân và mọi người sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm về một ngôi chùa tọa lạc tại quận Tân Bình. Và bây giờ Xuân xin mời tất cả mọi người sẽ cùng Xuân tìm hiểu về ngôi chùa này nha. Chùa mà Xuân muốn giới thiệu với mọi người đó là chùa Báo Ân tọa lạc tại quận Tân Bình. Và đây là cổng tam quan của chùa. Đây là cổng tam quan của chùa và đây là phía ngoài khuôn viên chùa. Đây là bên ngoài khuôn viên chùa. Và trên tường có chạm khắc những bức tranh về hoa sen. Tường phía bên trái cũng có. Và đây là cổng tam quan của chùa. Thì chùa tọa lạc tại số 1431 đường Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình. Và đường và chùa có một, đây là địa chỉ cũ, còn địa chỉ mới là chùa tọa lạc tại số 53 đường Lê Bình, phường 4, quận Tân Bình. Và chùa có hai cổng, thì cổng bên phía bên kia thì là đã đóng lại, còn chùa chỉ mở cửa phía bên đây, phía bên đường Lê Bình thôi. Và đây là cổng tam quan, thì chùa, cổng tam quan của chùa được chạm khắc khá đẹp ha. Đây là chánh nè. Và bây giờ Xuân và mọi người chúng ta sẽ cùng nhau đi vào khuôn viên chùa. Thì cửa cổng đi vào khuôn viên chùa đầu tiên đó là tượng Quan Tham Bồ Tát ở giữa, ở trước phía trước trạch và trung tâm. Từ cổng đi vào đây là tượng Quan Âm Bồ Tát. Và phía bên tay trái từ cổng đi vào là các tượng các vị La Hán. Đây là các vị La Hán, tôn tượng các vị La Hán ở đây. Đây và phía sau tượng các vị La Hán cũng có chạm khắc những bức tranh khá là đẹp. Đây là các vị La Hán. Và phía dưới đều có tên của từng vị. Phía sau các vị có những bức tranh chạm khắc ở trên tường khá là đẹp. Đây là các vị La Hán này. Chùa khá là thoáng mát và yên tĩnh, cho nên mọi người có thời gian mọi người có thể đến đây chiêm bái cầu bình an cho gia đình của mình ha. Này khá là mát mẻ luôn. Đây là các vị La Hán. Bây giờ thì mình sẽ đi khuôn viên của chùa, cũng khá là rộng lớn, khá là thoáng mát và thanh tịnh. Và phía bên trái từ cổng đi vào thì bên trong khuôn viên là phòng của thầy trụ trì. Và phía sau là nhà tháp, nơi thờ cúng của các nơi thờ cúng thờ cốt của các người thân của các chư Phật tử. Và phía sau tượng Quan Thế Âm Bồ Tát là có tượng Phật Thích Ca đang ngồi dưới cây Bồ Đề. Đây là tượng Phật Thích Ca ngồi dưới cây Bồ Đề. Và phía sau người là cây Bồ Đề nè, khá là rộng lớn. Và đây là tượng Phật Thích Ca. Và đây là xung quanh
khuôn viên đây, và đây là cổng, một cổng nữa nhưng cổng này đã đóng đó. Và đây là tòa trung tâm của chánh điện, thì phía trước tòa trung tâm là tượng Phật Thích Ca đang đứng, và phía trước là có kinh 12 đại nguyện của Quan Thế Âm Bồ Tát. Bây giờ mình sẽ cùng nhau đi vào chánh điện ha. Ta sẽ bỏ dép bên ngoài và đi vào chánh điện. Chùa được chăm sóc khá là đẹp luôn. Và theo Xuân tìm hiểu thì chùa vừa mới được trùng tu vào năm 2016. Đây là tòa chánh điện, thì đi ở bên ngoài chúng ta sẽ có hai tượng thần hộ pháp đứng ngay hai bên cửa. Đó. Bên đây cũng có nữa nè. Bên đây cũng có một tượng thần hộ pháp đứng phía bên cửa. Chùa một cảnh khác khá là tinh xảo, khá là đẹp. Và đây là bên trong chánh điện, thì có tượng Phật Thích Ca ngồi chính giữa, và hai bên là hai vị Bồ Tát ngồi hai bên. Đây, đây là toàn cảnh của bên trong Phật điện. Phía sau là thờ, nơi thờ cúng các người thân của các chư Phật tử, cho nên mình sẽ không vào đó ha. Chùa chạm khắc, trên trần thì có khắc các hoa sen khá là đẹp, nó tâm màu vàng và nền thì màu trắng. Dạ. Dạ con quay cảnh chùa thôi thầy. Quay vô Phật điện đây. Dạ được rồi thầy, con thấy rồi. Dạ. Lên cho quay cho thầy cho quay. Thầy. Thầy. Thầy xin được gặp được sư thầy. Thầy đó, thầy thầy con cảm ơn thầy. Coi nhỏ lên đây nè. Dạ lên đây nè. Và bây giờ Xuân sẽ đi theo sư thầy chủ trì đi lên phía trên để quay ở tầng trên nha. Đây là thầy chủ trì. Nhớ bó đầu lên đấy, bó đầu rồi. Đây là phía trên tầng trên Phật điện, tầng trên của Phật điện, và Xuân được thầy chủ trì giới thiệu lên đây. Đây phía trước là có các tượng, bảy tượng Phật ngồi ở phía trước, và bên sau là Phượng Phật Thích Ca ngồi ở chính giữa, phía sau là cây Bồ Đề, và phía bên phải là có tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, và phía bên trái là tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đây. Và trên đây là Phật điện, khá là đẹp. Đó. Đó, trên có đèn khá là đẹp luôn. Nếu mọi người có thời gian thì mọi người hãy đến đây chiêm bái ha. Rất là đẹp ha. Và
Đây là phía trước. Trên trần thì có tượng Phật. Đó. Và phía ngoài Phật điện thì có tượng Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn. Đây. Đây là ngoài Phật điện thì có tượng Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn được bọc trong lồng kính đây. Đây là tượng Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn. Khá là đẹp ha. Đây là trên Phật điện. Xuân sẽ đứng ở đây để quay toàn cảnh cho mọi người thấy ha. Đó, đẹp không? Khá là trang chuột, trang nghiêm và thanh tịnh nữa. Đó. Nếu mọi người có thời gian thì mọi người hãy đến đây chiêm bái cầu an cho bên gia đình mình nha. Và vừa rồi thì Xuân và mọi người đã cùng nhau chiêm bái cũng như tìm hiểu đôi nét về chùa Báo Ân tọa lạc tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mọi người có thời gian thì hãy đến đây chiêm bái cầu bình an cho gia đình của mình. Bây giờ thì Xuân xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn những tình yêu thương của mọi người đã dành cho Xuân cũng như là kênh YouTube của Xuân. Xuân sẽ cố gắng quay thêm nhiều về cảnh chùa hơn cho mọi người cùng biết đến, cho những quý Phật tử ở khắp mọi miền đất nước cũng như là ngoài các Phật tử ở trên thế giới cùng biết về chùa. Và cho những người không có thời gian đi chùa thì có thể tìm về những cảnh chùa thanh tịnh để cùng xem. Xuân cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nếu mọi người thấy video của Xuân hay, hãy cho Xuân một like, một share và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho Xuân nha. Bây giờ thì Xuân xin phép dừng video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người vào những video bye bye tiếp theo. Bye bye mọi người.